Pháp Hòa xin tạm dừng. Thôi thì để trong khi mà chờ đợi quý vị ổn định, Pháp Hòa hát 4 câu cho quý vị nghe, nó đúng với cái bài, cái bài nói chuyện hôm nay là mộng. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Giờ quý vị cùng hát cho vui nha. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Cái bài đó nó dễ vậy đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Đó là sự thật phải không? Rồi bây giờ mình nói tiếp chút nữa cho hết. Thật ra thì đây là 16 điều mộng của vua Ba Tư Nặc. Mà ở trong kinh á, những cái kinh mà nãy Pháp Hòa lược ra cho quý vị đó, là đây là những cái kinh mà Đức Phật đã dựa theo những điềm mộng mà Đức Phật giải thích và hướng dẫn cho chúng ta tu. Và cái bài kinh mà vua Ba Tư Nặc nằm thấy 16 điều mộng này rất nổi tiếng. Cho nên Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, nhưng mà chỉ trích thôi chứ không thể nói hết. Bây giờ mình nói một cái mộng nữa. À, nãy mình kể câu chuyện kia chưa hết nhé. Thì hai ông cụ thì mất rồi. Thì cái người con á mới nhớ là ngày xưa cha mình dặn như vậy, cho nên mang tiền tới trả cho người con kia. Thì ông kia ông không nhận. Ông nói gia đình tôi rất là nghèo, làm gì có tiền để gửi. Mà nếu mà ba tôi gửi, tại sao ba tôi không nói? Thì cái ông kia mới nói, không không, thật sự là ba anh có gửi tiền và đã dặn tôi rằng sau này trao lại cho các anh, vì sợ các anh không có biết gìn giữ. Hai bên không chịu ai nhận cái tiền đó hết. Cuối cùng phải đem lên cho bao chuẩn, tức là bao thanh thiên. Và ông cũng biết sao xử cái chuyện này. Thì cuối cùng á, quyết định là đem số tiền đó đi vào trong chùa một phần và bố thí cho người nghèo một phần, phần còn lại lên chùa làm lễ trai tăng cầu siêu cho hai ông luôn. Thì câu chuyện đó Hòa Thượng Đại Giác đã nói lại, tức là người xưa người ta đã giữ cái sự gọi là trung chinh, cái sự mà là hết lòng, gọi là chân thật như vậy. Cho nên vua mà thấy vua nằm chim bao, vua nằm mộng, vua thấy cái điều mà vua thấy một cái điều mà một con ngựa mà có hai cái miệng, thì Đức Phật mới nói rằng trong đời sau có những người lợi dụng luật pháp và lợi dụng những người không hiểu luật, cho nên người ta làm tiền cả hai bên. Thì cái đó mình có thấy đời này không? Ông vua nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng, con thấy có một cái chén bằng vàng hứng lấy nước tiểu của một con chó rừng. Quý vị thấy không? Thường thường á, cái chén vàng á, thì để đựng gì? Nếu mà chén vàng thì phải đựng cơm, đựng thức ăn ngon, chứ tại sao lại đi hứng nước tiểu? Thì Đức Phật nói đó là cái điềm báo trước. Trong đời sau này, cái mức sống của con người chênh lệch. Thí dụ như là có những người thì quá giàu, có những người thì quá nghèo. Rồi có những người người ta làm hết sức mà không có ăn, còn có người làm chơi chơi mà có. Thí dụ vậy, tức là cái mức sống trên là. Rồi Đức Phật nói như vậy. Rồi Đức Phật, ông vua Ba Tư Nặc nói bạch Đức Thế Tôn, con mộng thấy một dây đàn, một cái người ngồi đang dây thừng, có một con chó ngồi dưới cứ nhai nuốt hết đoạn dây này đến đoạn dây khác. Thì Đức Phật mới nói, tại sao có một người thì ngồi chế, một người thì ngồi nhai? Thì Đức Phật ở nói đây, đời sau có những người, người ta có của nhưng mà người ta không biết sử dụng đúng. Tức là dây đàn thì phải làm gì?
phải làm để căng dây mà khải đàn, nhưng mà dây đàn này lại để cho con chó nó nuốt. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó là cái điềm mà đời sau này có nhiều người, người ta làm có của mà người ta không biết xài. Quý vị có thấy cái đó không? Làm cực nhọc rất là nhiều, nhưng mà đi vô trong cái chỗ chớp chớp nó kêu là casino gì đó là hết. Cho nên nó kêu, nó chớp chớp, nó kêu come in, come in đó. Rồi mình vô trong đó rồi mình cũng đai sun, đai sun. Cho nên mình đó, thí dụ như rồi á, mình có cái thân thể khỏe, mình lại không biết sử dụng thân thể khỏe, mình rượu chè cờ bạc hay làm một cái việc gì đó để mà mình làm hao tổn sức khỏe của mình, hay là hoặc là mình có một hạnh phúc gia đình nhưng mình không có biết giữ, mình làm những cái việc sai quấy để cho gia đình mình phải đi tới cái chỗ đổ vỡ ly tán. Nó nên như vậy đó. Rồi Đức Phật thấy, ông vua thấy một cái điềm chiêm bao nữa là thấy có một nồi cơm mà có ba lớp, tức là lớp một lớp đó, chín, một lớp nhão, một lớp sống, nấu cơm ba tầng. Thì Đức Phật, ông nói với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng á, đời sau này, đời sau này chúng sanh càng bất thiện, khiến chư thiên phẫn nộ, ác nghiệp cũng chiêu cảm, đến mức sống chênh lệch và cái chỗ thái hòa không còn. Thì quý vị thấy thiên tai chỗ này chỗ kia là do con người không có biết tạo cái thiện lành, không có biết tạo cái thiện nghiệp, mà mình tạo cái nghiệp xấu nhiều. Đức Phật nằm, đứa ông vua thấy rằng thiên hạ dùng một chút bơ tươi mà đổi lấy một miếng trầm hương đáng giá, đáng giá ngàn vàng. Đức Phật cho biết đó là cái điềm mà người ta đã dùng Phật pháp để làm những việc không đúng. Ví dụ như là mình tới mình nói sao lúc này á, con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy con khóc, hay là tụng kinh con hay khóc, cái nói như vậy là chắc Phật thánh về dựa vô anh. Anh bây giờ phải đi làm cái chuyện gọi là hầu Phật, hầu thánh. Nhưng mà thật sự Phật thánh đâu cần mình hầu kiểu đó. Hay là bây giờ người ta nói cho mình nghe đó, là người ta là cái người chứng đạt cảnh giới thiền định, người ta có thể tiếp xúc với cõi trên. Mình cần gì mình nói với người ta rồi người ta tiếp xúc giùm cho mình. Những cái đó nó là không phải của Phật giáo. Cho nên nhiều khi đời này Phật tử do đâu mà chúng ta bị những cái đó nó sai mình, nó khiến mình đi theo, bởi vì mình không có học Phật pháp. Nếu một người mà có học Phật pháp kỹ thì chúng ta biết rằng cái đó không có. Bây giờ đâu có cái chuyện mà, đâu có cái chuyện mà gọi là một cái vị thánh, vị thần nào mượn xác của ai đó để mà về biểu mình cúng quái gì đâu. Hay là đâu có chuyện do cái tâm mình loạn cho nên mình cần ngồi thiền để tâm mình tịnh. Đằng này mình nói ngồi thiền để mình đi đây đi kia, dạo cảnh này dạo cảnh nọ, thì cái đó người ta muốn nói gì người ta nói. Nhưng mình xác định cái đó không phải là thiền của đạo Phật. Còn người ta muốn nói thiền của ai đó là quyền của người ta, phải không? Còn nếu mà thiền của đạo Phật là không xuất hồn đi đâu hết, không liên lạc với cõi trên, cõi thánh gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lấy cái gì? Lấy cái thanh tịnh lâu năm của mình lại đổi lấy một chút xíu đó, như là ta lấy một miếng bơ mà đánh đổ cái trăm ngàn lạng vàng một miếng kỳ hương vậy. Thì nói tóm lại, vua Ba Tư Nạc nằm thấy 16 điều và ông đã trình lên Đức Phật, mà Đức Phật đã nói cho ông biết, cho chúng ta biết là những cái điềm sắp xảy ra. Mà chúng ta biết để làm gì? Này đâu có đánh mình, đâu có biểu mình cúng quải gì, phải không? Cái này biểu chúng ta cuối cùng là để chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã có những cái báo trước, để tự nhiên đời này chúng ta phải hiểu chúng ta là một Phật tử, thì chúng ta cần phải học Phật pháp, suy tư Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để trí tuệ nó sinh. Ba công thức để phát sinh trí tuệ đó là nghe Phật pháp, suy tư về Phật pháp và ứng dụng Phật pháp, mà chúng ta nói theo danh từ Phật học là văn huệ.
tư huệ và tu huệ, văn tư tu. Mà nếu chúng ta có được cái này thì chúng ta sẽ là một Phật tử vững chãi trên nước đường tu của mình. Bởi vì giáo lý của đạo Phật có đầy đủ bốn yếu tố: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị bố nhớ bốn chữ đó ha. Giáo tức là có giáo lý. Có không? Có giáo lý không? Có. Rồi chữ lý là gì? Giáo tức là sự dạy dỗ. Lý là lẽ thật. Nói mà nói lẽ thật là giáo và lý. Hạnh là gì? Hạnh là chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Và cuối cùng là kết quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Dạy, nhưng mà dạy cho mình cái lẽ thật. Rồi từ cái lẽ thật đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, thì chúng ta có kết quả. Rõ ràng không? Cho nên Phật Pháp không có cái gì mà nó xa xôi, mà chính ở ngay cái đời, ngay đời này mà chúng ta nhận được. Nói tóm lại, hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái điều là: ai trong chúng ta thỉnh thoảng ngủ cũng có mộng, trừ Phật, trừ những người mà đời sống của họ thanh tịnh, không suy nghĩ, không lo lắng. Còn một khi chúng ta còn lo lắng, còn suy nghĩ thì chúng ta sẽ có chim bao. Mà nếu mà là chim bao thì bây giờ muốn có chim bao lành thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ lành, huân cái lành. Bởi vì hàng ngày cái gì chúng ta thấy, nghe thì chúng ta đưa nó vào cái bộ nhớ mà nhà Phật gọi là cái tàng thức, tức là cái bộ chứa, cái chỗ chứa đó. Khi chúng ta ngủ thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, nhưng mà cái ý nó không có ngủ, nó làm việc, nó đi vô trong cái kho chứa đó, nó lôi mấy cái đó ra. Không, ví dụ như bây giờ khi quý vị mà ngủ rồi thì bây giờ ai mà quơ tay mình đâu có cảm nhận nữa, phải không? Nhưng mà bình thường mà ai làm gì đó mình nhớ, mình thu vô. Mà chính cái đó ban đêm mình ngủ hay là lúc nào mình ngủ say thì cái ý thức nó đi vào trong đó, nó mời những cái mà chúng ta chứa ra. Vì vậy mà chúng ta cần phải chứa cái tốt cho nhiều, để khi chúng ta có mất, sắp mất, thì những cái xấu nó không có xuất hiện. Ví dụ như quý vị để ý, ví dụ tại sao mình thấy thỉnh thoảng có một vài người sắp mất họ la hét lên, họ khủng hoảng, họ sợ. Đó là do những cái xấu mà lúc họ huân tập, lúc sắp mất nó chiếu lại. Cho nên hàng ngày mình sống là mình huân như một cuốn phim. Cái video vậy nó thâu hết. Rồi khi mình sắp mất thì cái cuốn phim nó quay lại cho mình coi. Rồi có khi mình hốt hoảng, có khi mình sợ hãi. Nhưng mà có những người thì sao? Chắp tay như là có những bậc thánh chúng đến tiếp dẫn, là do hàng ngày mình huân. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chúng ta cần phải có. Đức Phật dạy chúng ta tới thập niệm, 10 niệm lận. Nhưng mà bây giờ quý vị nếu mà dở nữa, không nhớ đủ 10 niệm, nhớ 6 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. 6 niệm cũng được. Còn lỡ mà bây giờ nhớ không hết nữa đó, nhớ 3 niệm cũng được: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là chọn Phật nào cũng được. Thí dụ như là mình có duyên với Phật Di Đà thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng có nhiều cách niệm. Ví dụ quý vị niệm á 3 câu trong một hột chuỗi. Ví dụ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột. Thì mình niệm 10 hột là được 30 câu. Thay vì Nam Mô Di Đà Phật bấm hột, Nam Mô Di Đà Phật bấm hột, bây giờ 3 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, một chuỗi. Có nhiều khi người ta 10 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, 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 đủ 10 niệm một chuỗi. Cũng giống như mình đi gia đình Phật tử vậy đó. Ta biểu mình niệm: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Thế thì người ta chỉ ngay mình, thế là mình bị trúng cái mình phải niệm liền nha: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly đá chanh, chanh đá 10 ly đá chanh. Mình niệm một hơi vậy cái là mình được không bị phạt. Thì bây giờ trong cách niệm Phật á,
chư tổ có dạy chúng ta nhiều cách niệm lắm. Niệm theo hơi thở cũng được. Thí dụ bây giờ quý vị nào mệt á, niệm theo hơi thở. Thở vô A-di, thở ra Đà Phật. Quý vị nào yếu chân mà phải tập đi vòng vòng trong công viên, ở trong nhà, bước thật chậm một bước A-di, bước một bước nữa Đà Phật. Thay vì mình niệm đau quá, nhức quá, đau quá, nhức quá, cái đó đau thêm, nó nhức thêm. Bây giờ mình lấy cái tiếng niệm Phật đẩy cái đau, cái nhức đó ra. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn nếu mà lúc mệt quá cứ ngồi chắc chết chứ sống sao nổi, chắc chết chứ sống sao nổi, đừng có nhớ cái đó. Cũng giống như hồi xưa mà đắc kỷ mà lúc ho gà nói với vũ trụ vậy đó, chắc tiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước kiếp này làm nên tội gì. Bây giờ mình không có niệm cái đó, không, mình ngồi mình nói trời ơi không biết tôi tội gì mà nó hành tôi quá, tôi bệnh tôi quá, không có niệm cái đó. Mình phải niệm Phật. Đau nhất thì cứ khi mà nó một cái cơn đau nó nhói lên là a di, một cơn đau nó nhói lên là mình Đà Phật, cứ như vậy mà niệm. Bên chỗ Pháp Hòa có ông cụ năm nay là 95 tuổi, ông bị bệnh tim mà mấy lần nhồi tim mà không chết. Tại vì khi mà ông mệt á, ông nằm ông để tay lên ngực nè, và ông niệm Phật theo cái thở của ông. Ông chuẩn bị sẵn sàng để đi mà, nhưng mà bây giờ không nhớ gì nữa hết. Cứ mỗi một lần đau luôn mà hít lên a di đà Phật, niệm như vậy đó. Hôm rồi trước khi qua đây á, buổi tối Pháp Hòa vào bệnh viện thăm một ông cụ 84 tuổi nằm bệnh viện. Thì Pháp Hòa mới vô thăm xong, ông Pháp Hòa mới nói: ông ơi, bây giờ Pháp Hòa niệm Phật cho ông nghe nha. Ông khỏe thì ông niệm theo, khi nào ông mệt thì ông khỏi niệm. Pháp Hòa niệm chậm lắm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái ông nghe chấp tay niệm theo. Niệm hồi cái mệt cái ông nằm nghe, cái đầu chừng 5-3 câu thôi, ông chấp tay là ông xá. Nhưng mà không có mình vô là ông đâu có xá, ông đâu có niệm. Cho nên nếu mình đi thăm bệnh á, mình niệm Phật cho người ta nghe. Thay vì mình nói chuyện thời sự, chuyện lung tung, người chết không còn nghe đó nữa đâu. Cái người bệnh ta không có nghe cái đó nữa, ta cần nghe niệm Phật. Và cũng đừng nói cho người ta nghe: ông có sợ chết không? Hỏi sao vậy, con đang khai thị. Cái đó không phải khai thị. Mà vô hỏi: ông có muốn gì không? Nửa chết thầy nào tụng? Sợ thầy mất chớp rồi kiếm chớp. Không có nào cái đó. Thì là niệm Phật, niệm Pháp. Niệm Pháp là mình nhớ mấy câu kinh. Quý vị tập nhớ mấy câu kinh, nhớ mấy câu kinh nào mà nó giúp được cho mình trong khi mình phiền não, khổ đau, nhớ mấy câu đó. Niệm Pháp rất có lợi. Niệm Pháp rất có lợi. Quý vị biết hồi nhỏ Pháp Hòa thích coi mấy cuốn lịch mà nó có mấy câu thơ ở dưới á. Lúc mình xé lịch mỗi ngày nó mới, Pháp Hòa học rất nhiều từ những cái tờ lịch đó. Cứ mỗi ngày ra đọc câu mà trong đó là sẽ có một cái câu lành để nhắc nhở cho mình. Thì quý vị một năm quý vị gỡ 365 tờ lịch, ít nhất quý vị cũng nhớ được 60 câu. Nếu mà gọi là dở mà quên 300 câu kia đó, thì ít nhất cũng còn nhớ lại là 65 câu. 65 câu là đủ ăn rồi. Phải không? Thật ra lý do tại sao Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có một bà cụ ngày nào cũng lại học danh sám hối: Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, mà tụng riết thâm nhập. Nằm ngủ mớ mà mớ nguyên thời sám hối. Mớ vậy khỏe không? À, còn bây giờ mình mớ gì đâu không à. Rồi cái thì mình mớ cái người kia mới vỗ cái bóp. Nói ông này ngủ mà nói chuyện sùm làm tôi ngủ không được. Bà mới nói tại ban ngày bà nói hết, tôi đâu có cơ hội tôi nói. Rồi ban đêm mà ông dành ông nói mà. Thì thưa đại chúng, nói tóm lại là chúng ta chim, chúng ta ai ngủ cũng phải có chim bao. Thì bây giờ để tránh đi những cái chim bao mộng mị không tốt, thì chúng ta tập huân cái lành, để khi chúng ta đi ngủ cái lành nó xuất hiện trong chim bao. Có một ngày đó Pháp Hòa đi chuyến một chuyến máy bay dài, thì mình thiếp ngủ, thì khi giật mình á,
cái tay Pháp Hòa đưa lên, Pháp Hòa xá. Pháp Hòa niệm một câu: Nam mô Phật tử đi chùa đúng pháp. Niệm như vậy mà cái giật mình vậy á, trời ơi, mình ngó mấy người xung quanh họ ngó mình. Nhưng mà Pháp Hòa mỉm cười là tại vì mình mừng là gì? Trong tâm của mình thường nghĩ cái lành, cho nên khi mình ngủ chiêm bao rồi mình cũng lặng. Có đôi khi Pháp Hòa lên xe, Pháp Hòa thiếp đi á, thì lúc giật mình Pháp Hòa hay thường để ý coi cái trạng thái cái tay của mình để làm sao. Thì thường thường Pháp Hòa hay ngồi để tay như cái kiểu ngồi thiền ở trước lòng vậy nè. Thì khi thỉnh thoảng ngủ giật mình thì Pháp Hòa muốn để ý là trong khi mình ngồi, mình ngủ ở trên máy bay hay là mình ngồi trên xe thì cái tay mình để làm sao. Pháp Hòa ví dụ vậy. Thì cho đại chúng thấy cái này á, tất cả là do mình huân thôi. Cho nên Phật mới biểu mình huân tu. Phải không? Nếu mình huân tu, tức là tu là cái chuyển, mà mình huân cái đó thì trong tâm thức mình có cái đó. Rồi khi mình đi ngủ, lỡ mình có chiêm bao thì cái lành là hiện. Chứ còn ai ngủ cũng sẽ có chiêm bao. Và bây giờ chúng ta đừng muốn có chiêm bao xấu, thì chúng ta cố gắng huân tập cái tốt. Cái mắt mình là thấy nè, cái tai mình phải nghe nè, cái mũi mình phải ngửi nè, cái lưỡi mình phải nếm nè, cái thân mình xúc chạm nè. Mà nó khổ một cái, mắt mà thấy là phải nói, tai mà nghe là phải nói, mũi ngửi là phải nói, miệng nếm là phải nói, thân xúc chạm là phải nói. Cho nên rốt cuộc cũng cái miệng. Thấy không? Một cái miệng mà nó làm việc cho năm cái kia. Quý vị có thể thấy điều này không? Mà cũng may có một cái miệng. Chứ nếu mà chúng ta, quý vị để ý trên mặt mình, mũi thì hai lỗ nè, tai hai lỗ, mắt hai con, miệng mai phước con cái. Mà ăn còn sập nhà sập cửa. Sáng ngủ dậy là phải ăn cái đã. Ăn sáng vừa xong hỏi trưa nay ăn gì. Thấy không? Ăn trưa vừa xong hỏi tối nay ăn gì. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng khổ nữa, mở tủ lạnh ra đứng ngó mai ăn gì. Dở cái freezer ra mai ăn gì. Tại phải nghĩ coi mai ăn cái gì mới đem cái đó ra để xả đá mai đi chiều về làm ăn. Cho quý vị thấy không? Nhiều khi Pháp Hòa ngồi và quán về cái diện mạo con người mình thấy cũng ngộ. Tự nhiên mắt hai con, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, có cái miệng. Mà trong kinh Đức Phật nói, mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ, trên thân thể mình nơi nào có gọi là cái lỗ đó, thì nơi đó toát ra cái dơ tạp. Đúng không? Mắt thì có ghèn, tai thì có gáy, mũi thì có cái kia. Mà thử bây giờ miệng mà thử ngủ dậy mà không đánh răng chịu gì nói. Cho nên Đức Phật gọi là cái tạp. Mà bây giờ chính cái tạp đó là cái mà chúng ta không thể bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp xúc cái lành để nó lắng cái tạp xuống. Cho nên cái người á, cái người mà người ta có tu có quán á, thì người ta không có ghét thân, mà người ta biết dụng thân. Bây giờ cũng có con mắt, nhưng mà thay vì mình nhìn, mình thấy, mình quýt, thì mình lấy con mắt để coi kinh, lấy con mắt nhìn để cảm thông, để thương yêu. Thay vì mình cái tai của mình mỗi ngày nghe tiếng này tiếng kia, thì bây giờ mình nói với nó đừng có nghe cái đó nữa. Nghe là phải nói. Quý vị để ý coi, nghe là phải nói, thấy là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô cái gì mà hô rình vậy, cái gì mà thơm lừng vậy, tức là cái miệng của mình nó khổ vậy, nó nghe lời năm cái kia, mấy cái kia thấy nói nghe nói, mà thậm chí ăn cũng vậy, vừa đưa vô gì mà dở ẹt vậy. Đó, thành thử là mình mới thấy rõ ràng. Chính vì vậy mà ngủ cũng nói, tại vì nó không có nghỉ, nó không có thật sự nó nghỉ ngơi, mà nó làm ngược lại là nó suy nghĩ, mà chính cái suy nghĩ nhiều cho nên bắt đầu có chiêm bao, mà chiêm bao không lành. Cho nên bây giờ mình tập nha. Có những ngày mình tu á, đừng có nói, tại vì mình nói nhiều là tổn khí, mình suy nghĩ nhiều là hao thần. Mà con người mình nó có hai thần, mình hai phần, thần với khí. Mình nói nhiều là hao tổn khí, suy nghĩ nhiều là hao thần. Cho nên mình muốn an tịnh á, là mình phải dừng cái đó.
ở trong nhà chùa thường dùng cái chữ chỉ tịnh. Chỉ là dừng, tịnh là lắng. Anh không dừng không thể lắng. Cho nên lúc đi ngủ là dừng cái thân, nhưng mà chưa dừng cái này. Bây giờ làm sao lên trên giường ngủ rồi thì dừng cái thân là không còn làm gì nữa, thì dừng luôn sự suy nghĩ tạp để chúng ta lắng nghe. Cho nên đừng có lo ban đêm đi ngủ mở băng tụng kinh có tội không. Thử bây giờ nghĩ đi, mở băng kinh với mở một cuốn nhạc, cái nào hơn? Nếu mình mở một cái băng niệm Phật, niệm cho mình, đưa mình vào cái giấc ngủ nhẹ nhàng, mà lỡ mình có đi luôn thì có tiếng niệm Phật đưa đi. Còn hơn người ta mình đang ngủ mà đi trong cái lúc mà nói một người đi với một người đi tới nụ cười hát hiu. Trời ơi, bây giờ mình lúc đó cái thần thức mình nói tôi người đứng giữa cô liêu. Không biết đi đâu. Cho nên nghe nhạc không có tội, không có sao hết. Nhưng mà mình phải biết quân bình. Nghe nhạc là giải trí cho vui, đúng không quý vị? Nghe nhạc là giải trí, nhưng mà tu hành là chuyển nghiệp. Mình nghe kinh là để chuyển hóa cái nghiệp nghe, nói, nếm, ngửi của mình. Và vì vậy mà chúng ta phá hòa ban đêm ngủ mở bằng bằng giảng, mở bằng tụng kinh. Mà hồi đó tới giờ Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, không kể cứ mở băng niệm Phật, lỡ mình có chết bất tử, có tiếng niệm Phật đưa mình đi, lỡ không có ai đưa mình đi, rồi không lẽ mình cứ nghe nghe nhạc, thỉnh thoảng nghe cho vui. Nhưng mà biết rằng cái nhạc chỉ là giải trí hiện đời, đâu có ai nói nghe nhạc để mà thăng hóa cái gì gọi là đấy, nhưng mà nó giải trí thôi mà. Thì thôi lâu lâu cho nên giải trí một chút. Giống như quý vị thấy quý thầy bây giờ cũng tùy thuận cái đó. Lâu lâu quý thấy quý vị bắt đầu nhắm mắt thiền định đồng ý rồi đó, thì quý thầy mới hát cho mình nghe câu nhẹ nhẹ để mình vui thôi. Nhưng mà thủy chung vẫn là phải nghe Phật Pháp. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái ý là ngủ thì phải có chiêm bao, mà thường không muốn chiêm bao xấu thì phải cố gắng huân tập suy nghĩ cái lành để chúng ta được cái chim bao lành. Và Đức Phật dạy năm nguyên do nào chúng ta có chim bao, phải không? Một là do mình thân thể mỏi mệt, nằm thế không đúng. Hai là tâm lý thường lo nghĩ, suy nghĩ cái gì, huân tập cái gì để ra cái đó. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là do thiện thần nhắc nhở. Năm là ác quỷ thần gì đó tha nhân người ta muốn xúi biểu mình đi đường tà vại. Để chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hàng ngày cố gắng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với những cái lành để chúng ta có được một cái đời sống an lành. Vì vậy mà chúng ta thường tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nếu nói theo thời gian thì nó có sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, vân vân. Còn nếu nói theo đạo lý thì sáu thời đó tượng trưng cho sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Làm sao cố gắng tiếp xúc với cái lành để chúng ta có ngày đêm sáu thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, hay là an lành trong tất cả các thời. Nguyện đức từ bi thường gia hộ. Chúc đại chúng an lành sáu căn để có giấc mộng đẹp. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Bây giờ mình bắt đầu qua phần câu hỏi ha. Kính bạch thầy, khi con tụng kinh tại nhà có cần chuông mõ không? Dạ xin thưa, chuông thì có thể thiếu, mõ thì không thể được. Chuông thì thể thiếu, mõ là phải có, vì có mõ mới tụng được. Không có mõ không tụng được.
Vậy như ở đây nhà nào có chuông mà có không có chuông mà có mỏ không? Không có mỏ đâu có tụng được. Đại chúng á, thời của Đức Phật không có chuông mỏ. Bởi vì khi mà chư tăng thời Phật tụng kinh là theo cái đơn âm, tức là một âm thôi, một điệu thôi. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta tụng bằng đa âm, tức là nhiều giọng. Tán kiểu này, tụng kiểu kia, rồi tán rơi, tán trạo, tán sắp, tán ngửa gì, tán đủ kiểu hết. Cho nên buộc lòng phải có chuông mỏ. Vậy thì chuông mỏ là phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng một cái thời kinh cho nó có cái âm điệu với nhau. Còn mình tụng ở nhà, nó cũng tùy trường hợp mà chúng ta có chuông mỏ. Thí dụ như mình thỉnh chuông mỏ mà người thân không phiền thì cũng không sao. Nhưng mà hoặc là mình một mình ở nhà mình tụng, mình không cần chuông mỏ mà mình tụng theo bình thường cũng không sao. Trừ trường hợp mình muốn tập dùng chuông mỏ để cho mình có cái quen, mai mốt mình về chùa mình tụng với mọi người một cách dễ dàng thì sử dụng. Vậy thì ở nhà không bắt buộc phải có. Và nếu như mà có thì mình phải quán chiếu rằng cái hoàn cảnh của mình được thỉnh bao nhiêu. Thí dụ như 4 giờ sáng dậy công phu mà người ta còn đang cong lưng ở trong phòng mà mình thỉnh mỏ kiểu đó là mình làm phiền hàng xóm. Thì mình phải biết tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng chuông mỏ. Cho nên chuông mỏ là một phương tiện. Và cái thứ hai nữa đó, chúng sanh do âm thanh mà phát tâm mà. Thí dụ quý vị muốn nghe giảng thì phải nghe, quý vị muốn hiểu Phật pháp thì phải nghe giảng. Mà bây giờ nghe giảng mà hồi xưa không có microphone thì cực lắm. Nói một câu thì cái hàng một nghe được mới xoay xuống hàng dưới nói lặp lại cái câu đó. Cho nên một buổi giảng nhiều khi giảng có 10 phút à, mà phải chờ tới cả giờ, tại vì cứ vậy mà truyền đi. Còn ngày nay bây giờ muốn người ta nghe được lời mình nói thì có cái máy này. Vậy thì cái máy này là phương tiện để cho mọi người người ta nghe rõ được. Thì thôi đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đi tịnh xá đó, của quý vị bên khất sĩ thì không có thấy tụng kinh bằng có mỏ, tụng bằng chuông. Bởi vì cái âm điệu tụng một nhịp thôi thì rất là dễ. Quý vị thấy không? Còn mình tụng theo bắt tông á, âm này âm kia cho nên có chuông mỏ. Rồi chúng sanh mình là thích nghe âm thanh thì bây giờ thay vì những cái âm thanh đời thì chúng ta tạo những cái âm thanh Phật pháp. Thì không bắt buộc, có thì cũng tốt, không có cũng không sao. Dạ. Trời, nhiều dữ vậy đó hả? Con xin hỏi thầy, như thế nào là hạnh phúc đích thực và làm thế nào để con có thể tìm được hạnh phúc đích thực? Câu hỏi này tức là trả lời rồi. Có giấy viết để viết câu hỏi này là hạnh phúc đích thực. Nhiều khi mình muốn hỏi mà không có giấy viết lấy gì hỏi. Chứ giờ người ta yêu cầu mình viết một câu hỏi mà trong giây phút mình có được tờ giấy, cây viết là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận được cái gì trước mặt mình đang có. Chứ hạnh phúc không phải đâu xa hết, mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút này. Mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe tốt, mình còn được lo cho người thân mình còn được lái xe. Nói chung là hạnh phúc có mặt. Bệnh cũng không phải mất hạnh phúc, bệnh mà có thuốc chữa là hạnh phúc. Rồi bệnh ăn không được nhiều mà ăn chút chút là hạnh phúc. Lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc tràn ngập, hạnh phúc không ở đâu mà hạnh phúc cùng khắp. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc không? Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn,
Chợt tôi nhìn ra đó hoa bên thềm, à một đó hoa tươi. Rồi nói theo một ông nhạc sĩ Phật tử mà cổ nhạc nữa, ông nói vậy nè: thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Xin hỏi thầy một câu hỏi: pháp thân là gì? Xin thưa đại chúng, trong Phật pháp có danh từ tam thân. Một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây là báo thân. Cái thân quả báo lùn mập xấu cao vân vân, cái quả báo cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này chúng ta ứng hiện làm được tất cả mọi việc. Quý vị đồng ý không? Người ta nói á, mập sang, cao đẹp, lùn quý phái. Cỡ nào ứng thân này nó cũng có hạnh phúc của nó. Cho nên hạnh phúc là đây nè. Thấy không? Hạnh phúc là mình sao mình nhận mình là vậy. Thì cái thân mà chúng ta đang có đây là báo thân. Rồi bây giờ cái báo thân này nè, mình sử dụng được tất cả. Ví dụ như á, quý vị biểu Pháp Hòa lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng có thể nói chút chút. Mà bây giờ tự nhiên có một người nói nhờ thầy tụng kinh, thầy chùa cũng biết tụng kinh. Rồi bây giờ á, một lát nữa đây, ví dụ ở chùa mình Phật tử đông quá, mình có thể xuống bếp mình làm việc. Không ai rửa chén, mình rửa chén. Cái báo thân này mình sử dụng một cách linh động, thì cái thân lúc làm việc là ứng thân, ứng hóa được tất cả mọi nơi. Quý vị hiểu ý bà nói không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa ứng thân làm khách tăng ở thất thầy Pháp Ân. Nhưng Pháp Hòa về bên kia thì Pháp Hòa ứng thân làm cái người chủ của cái chỗ mình ở. Quý vị đến chùa ứng thân là Phật tử, rồi về nhà mình ứng thân làm mẹ. Lúc nấu ăn, người cha ứng thân làm mẹ cho con bú ban khuya. Người cha cũng có thể ứng thân làm một người bạn với vợ, chia sẻ những công việc nặng nhọc. Cho nên cái ứng thân là cái mà linh động. Chúng ta biết dùng cái báo thân này trong mọi việc. Làm mà có đau khổ không? Không đau khổ là pháp thân. Bởi vì pháp thân là thân Phật pháp, pháp thân là thân hiểu đạo, thân thấm nhập, thân không đau khổ khi mình làm bất cứ việc gì, bởi vì biết mình làm mà có người có hạnh phúc. Như vậy trong tất cả chúng ta đủ ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Mà cái pháp thân này á, không phải tự nhiên mà có, mà thật sự nó tự nhiên nó có, nhưng muốn để làm cho pháp thân này hiển lộ thì do cái tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như mình có cách căn là cách trên thân mình gì, thì người ta nói một câu mình nghe, hiểu không? Hiểu. Nhưng mà không có giận. Tại sao? Tại vì mình tu mà không có ngu. Không có ngu, chỉ nói móc tôi biết đó.
nhưng mà tôi tu cho nên tôi không chấp. Khi mà tôi không chấp là tôi sống được với pháp, pháp thân. Mà tôi có cái ứng thân này, tôi nghe chị nói để chị sổ. Chị sổ ra rồi chị về nhà chị khỏe đi, tại vì chị móc tôi được câu chắc chị mừng rồi. Thôi tôi nhưng mà giờ tôi nghe xong rồi thì tôi không có để lòng. Tôi cũng làm được một cái việc là dụng cái ứng thân này một cách linh động màu nhiệm. Cho nên quý vị thường hay niệm đó: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn. Cảm ứng. Mình cảm sao Quan Âm ứng vậy? Cho nên Đức Phật, Đức Quan Âm thiện tất cả các thân ứng theo cái mà mình muốn, mà Ngài không có khổ à. Ngài thị hiện là một cô gái đẹp được nhiều người thương, thì Ngài không có nói trời ơi sao khổ thế này, nhiều người thương không biết lựa ai. Nhưng mà Ngài dụng cái thân đó. Bây giờ một cô gái mà lấy nhiều chồng đâu có được, thôi bây giờ mấy anh chịu khó học chú Đại Bi, anh nào học chú Đại Bi về đây tôi lấy làm chồng. Nguyên làng đó mấy anh chàng trai học chú Đại Bi. Cổ nói trời, giờ cả làng mấy anh học thuộc chú Đại Bi, không lẽ tôi lấy hết cả làng. Thôi giờ anh nào thuộc thêm Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Nhờ dụng cái ứng, cái báo thân đẹp của cô, dụ hết mấy anh tu. Mà khi mấy anh thấm nhập được Phật Pháp rồi thì sao, khỏi cần gì nữa hết. Quý vị hiểu ý được ba thân không? Báo thân, ứng thân. Cái ứng thân còn có một cái tên nữa gọi là gì? Thọ dụng thân. Mình có cái thân này mà mình thọ dụng đúng mức. Thay vì bây giờ nè, sống tới 40, 50 tuổi mình nghiệm lại coi 50 năm qua mình sống thế nào, không có làm lợi gì hết, thôi giờ cố gắng. Thấy không? Thời gian mình có được á, thâu băng giảng cho người ta nghe, nói điều lành, điều phải cho người ta nghe. Đó, quý Phật tử đi chùa công quả đó là dụng cái thân đúng cách đó. Thấy không? Thay vì mình cả hai ngón này nè, mình kẹp cái điếu thuốc mình ấy, rồi cái mình bị người ta nó hút, mình hút xong bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân. Tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi, tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Bây giờ mình bỏ được cái điếu thuốc á, mình bỏ được cái đó đó, mình bỏ được cái đó thì mình ứng cái thân gì? Thân không hút thuốc. Mà bây giờ mình không hút thuốc mình thấy khỏe ghê vậy, không tốn tiền mà không ai bị phiền hà với mình hết, sống được với cái pháp thân. Cho nên mình có cái thân này một cách rất linh động. Mong thầy giải đáp cho con hiểu ý nghĩa về việc giải thoát sanh tử luân hồi. Mình chưa hết làm sao biết đâu chị. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp á, nó có hai cách chết. Khi chúng ta đứt hơi thở, không còn thở nữa đó, thì cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Một đời người ai cũng sẽ một lần chết kiểu đó. Nhưng mà bên cạnh cái nhất kỳ sanh tử này, nó có một cái chết nữa mà chúng ta cần chết. Đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nãy đó. Hồi trước mình chuyên môn làm người ta khổ, một ngày kia hiểu ra rồi không còn làm khổ họ nữa, mà chúng ta biết làm cho người khác vui, cái con người xấu kia chết rồi. Bây giờ con người tốt nó đang có mặt. Tất cả chúng ta cần cái chết đó. Cái chết mà biến dịch đó. Biến dịch tức là dịch là mình dời đi. Hồi đó tôi không có biết, tôi lúc nào tôi cũng nghĩ cái chuyện gọi là nấu cơm, rửa chén, thay tã cho con là chuyện của bà vợ. Nhưng bây giờ tôi học kinh Dược Sư, tôi học kinh Phật, tôi hiểu rồi. Cha cũng có thể làm việc đó. Hồi xưa bà vợ hay kiềng hay là phiền hà chồng, bây giờ hết rồi. Thì con người mà cái người chồng mà suy nghĩ cái ngắn ngủn như vậy đó, chết rồi. Bây giờ tự nhiên có một người chồng, một người cha biết khăm sữa cho con bú, biết đút cháo cho con ăn, biết thay tã cho con, cần chết cái đó. Vậy thì trong tất cả chúng ta ai cũng sẽ một lần nhất kỳ sanh tử. Nhưng mà để làm cho mọi người hạnh phúc, an vui, xã hội an vui, thì chúng ta cần có biến dịch sanh tử. Mình vẫn sanh
vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng cái người hiểu đạo thì người ta làm sao? Người ta tự tại, còn mình thì trầm luân khổ đau. Cho nên cái người mà hiểu đạo á, thì người ta cũng chết, nhưng mà cái chết của người ta làm sao? Nhẹ nhàng, thoải mái. Tại vì ta biết có sống thì sẽ có chết, người ta không có khổ. Tại vì trước khi chết người ta đã làm tất cả những gì người ta cần làm. Ai mà không chết? Nhưng mà trước khi chết phải chết làm sao? Phải không? Cho nên rồi á, người Trung Hoa thường hay nói cái câu á, có những cái chết nặng như núi Thái, có những cái chết nhẹ như lông hồng. Tại vì cái người mà người ta chấp nhận nó thì người ta đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên tất cả chúng ta, mình á, gọi là cái khổ lụy của cái chết. Còn tất cả các bậc mà ta hiểu đạo thì chết mà không có khổ. Quý vị thấy như vậy đó. Cho nên mình vẫn, cái chữ thoát là gì? Thoát có nghĩa là không khổ vì nó. Pháp Hòa nói ví dụ như là sống thì phải ăn, đúng không? Tu không tu, tốt xấu gì không cần biết, đã là người sống thì phải có ăn. Nhưng mà có hai cái ăn à. Ăn của người giải thoát là ăn để no, để sống làm việc. Còn cái ăn của người phàm phu là ăn làm sao? Ăn để lựa, ăn mà lựa chọn ngon mới ăn, dở không ăn. Ngồi vô ăn mà chê đủ, chê từ đầu đến đuôi mà vẫn hết dĩa. Thì quý vị thấy không? Cũng cái ăn, nhưng mà ăn của cái người. Rồi cái người ta sống, người ta quan niệm mình ăn hết lấy gì mình cho. Còn người mà người ta sống kiểu khác, ta nói cho hết lấy gì ăn. Cũng cách nghĩ thôi, nhưng mà cái nghĩ của người giải thoát và cái người không giải thoát vì thế khác không? Rồi cái người mà người ta giải thoát, ta nói mình làm Phật tử để sống một cuộc đời thăng hoa Phật tử. Còn không Phật tử thì mình sống theo tục tử. Mà tục tử thì người phàm, người thường ăn miếng trả miếng. Cho nên cái cuộc sống mình đó, nó cứ đi theo cái dòng đó. Còn Phật tử mình sống ngược lại cái dòng đó, cho nên mình an. Cho nên quý vị nhớ chữ giải thoát, không đợi chết để đi đâu để giải thoát, mà ngay trong đời này chúng ta vẫn giải thoát. Bây giờ mình tập, mình tập đi, làm sao tâm tư mình có giải thoát. Giải thoát ở đâu? Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là khi nào mình vẫn ở trong cái phạm vi đó, nhưng mà tâm mình bây giờ nhẹ hơn, bớt chấp hơn, bớt phiền hà hơn, bớt buồn bực, không? Bực bội, buồn bực, thì chúng ta sẽ nhẹ. Cho nên giải thoát ngay chỗ đó. Quý vị hiểu ý ha? Xin Thầy hướng dẫn cho con làm sao để có được tâm từ. Thưa đại chúng, thì tâm từ có nghĩa là tâm từ bi á, thì ai cũng có. Cho nên chúng ta có cái bản giác, nhưng mà bởi vì không có ai khơi, cho nên bản giác nó không có bắt đầu. Cho nên người nào ai cũng có lòng thương, phải không? Nếu mà không có tình thương thì làm sao mình thấy người ta khổ mình khóc. Người mình thấy người ta khổ mình biết móc tiền ra cho. Nhưng mà cái từ của mình á, nó không có từ bình đẳng hay là từ thật, mà nó từ từ. Thấy người ta khổ cũng móc, vậy móc từ từ. Lựa tờ nào nhỏ nhất mới cho. Hoặc là mình cho xong rồi mình về mình tiếp, thì mình cũng từ đó, nhưng mà từ từ. Không? Thưa, mỗi ngày mình khởi tâm từ. Bây giờ bằng cách này nè, quý vị đi Ấn Độ hay đi những chỗ nghèo, quý vị khó cho lắm. Tại vì mình móc tiền ra là người ta bu mình dữ lắm. Cho nên bây giờ thấy người ta khổ mình không cho được, phải không? Không, hoặc là không có của mình cho. Mình khởi tâm cầu nguyện cho người ta. Nguyện cho người này bớt được cái nghèo khổ. Mình thấy người kia làm sai, nguyện cho người này hiểu được đạo lý, bớt cái sai lầm. Cho nên tâm từ không có nghĩa là khi nào chúng ta cho của người ta tâm từ mới phát, mà mình thấy cái sai của người ta mà mình rải lòng không ghét. Thí dụ như mình nói, chị coi cái bà đó nha, bữa nay bà vô bà làm cái chuyện thấy ghét. Mình ghét chưa đủ, mình rủ người ta ghét hùng.
Cho nên chính vì vậy đó quý vị biết không, ở trên kia thì tòa sen gần thì ít, chứ ở dưới kia thì cái chỗ cửa mà nó gần gần với nhau nó nhiều lắm. Cho hồi đó có một cái vị mới nói á, anh đừng có lo gì hết, con người mình nó chỉ có hai điều để lo thôi. Một là khỏe, hai là không khỏe. Không, nếu mình đã khỏe thì có gì để nói, còn không khỏe thì là bệnh. Mà bệnh thì có hai điều để lo, một là có thuốc, hai là không thuốc. Có thuốc thì có gì để lo, còn không thuốc thì mới lo. Lo một là sống, hai là chết. Mà nếu mà anh sống thì có gì để lo, mà chết thì xuống dưới có nhiều bạn bắt tay, không có gì để lo, không có thì giờ để lo. Thì thưa đại chúng, tâm từ là mình rải ra. Khi mình thấy ai làm cái gì, thay vì mình dùng cái từ là coi thấy ghét, phải không, mình nói thấy cái người đó làm cái điều đó, tôi sợ là có nhiều người bắt chước, mong cho họ nhận ra cái sai mà ta sửa. Tức là mỗi ngày, cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái giác ngộ của mình nó có ba cách. Nơi chúng ta sẵn có gọi là bản giác, mà cái giây phút chúng ta hiểu là thị giác, rồi chúng ta tu tập đến khi nào gọi là cứu cánh giác. Ba cái giác: bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Mình sẵn có lòng từ, nhưng mà gặp đụng cái chuyện đó lòng từ nó khởi, thì giây phút đó nuôi dưỡng nó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói thêm nè. Quý vị thường hay nói tu tâm dưỡng tánh, có nói câu đó không? Tâm gì mà tu mà tánh gì mà dưỡng. Tâm xấu thì phải sửa thì gọi là tu tâm. Tánh lành có mà phải dưỡng thì gọi là dưỡng tánh. Cho nên nhiều người ta nói tôi không cần đi chùa, không cần tụng kinh, không cần ăn chay, tôi tu tâm. Mà không biết tâm mình sao hết lấy gì tu. Cho nên anh phải hiểu tâm anh sai chỗ nào để sửa chứ. Cho nên hiểu được tâm mình mới gọi là tu tâm. Ví dụ như bây giờ mình lái xe đi kiếm chỗ đậu xe, may quá trời luôn, ai bỏ 2 đồng mà người ta đậu mới có 1 đồng mà, còn đồng trống đậu vô trong đó mừng ghê, Phật độ. Phật rảnh vậy đó, Phật đi độ mấy cái chuyện vậy đó, coi có chỗ nào dư mấy cái cây đậu xe nào mà dư 1 đồng chỉ đệ tử mình vô. Rồi giờ bữa nào đệ tử mình mà bỏ 2 đồng vô trong kia mà đậu ra còn dư 1 đồng, tức quá biết vậy nãy bỏ 1 đồng thôi. Quý vị thấy không? Cái tâm tham mình đó, cái lúc mà của dư của người khác mình vô mình đậu á, thì mình mừng, mình kêu Phật độ. Mà cái lúc mình bỏ dư 1 đồng á, sao mình không nói thôi mình đi ra để có ai đó người ta vô người ta đậu chỗ của mình. Cái lúc đó mà nghĩ được như vậy thì gọi là dưỡng, dưỡng tánh. Tánh lành có thì phải dưỡng, tâm xấu hư là phải tu. Cho gọi là tu tâm dưỡng tánh. Như vậy khó hay dễ? Khó nhưng mà dễ. Và dễ nói nhưng mà khó, khó làm. Mà cho nên người nào mà cứ vỗ ngực nói tôi tu tâm dưỡng tánh đó, không phải dễ đâu. Nhớ vậy đó, tánh mình là tánh lành cho nên phải dưỡng. Tâm mình tâm dở thì phải tu. Chỉ còn gần nhau 1 giây nữa thôi. 1 giây nữa thôi mà sao quá trời. Còn chút nữa bao nhiêu mà. Con vẫn thường hay xem băng đĩa Phật Pháp nhiệm màu, vẫn thường nghe quý thầy giảng về sự linh ứng nhiệm màu. Khi ta thành tâm cầu xin để vượt qua mọi chướng ngại, trong một cuộc sống bên cạnh đó, con nghe quý thầy khác giảng không nên sống trong sự cứu cánh, mà phải sống chánh niệm và tự mình vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời. Đại ý cái câu hỏi là một bên thì biểu mình cầu nguyện, còn bên phải tự tu. Vậy thì sao? Đúng đó, đại ý cái câu này như vậy. Thưa đại chúng á, mình sống trong đời á, không thể nào không có sự cầu nguyện. Chữ cầu là muốn, chữ nguyện là phát nguyện làm. Thí dụ mình nói con cầu cho con có trí tuệ, nhưng mà anh không nghe pháp, trí tuệ lấy gì phát?
Cầu có trí tuệ mới có cầu, mà không nghe pháp thì thiếu nguyện. Cho nên mỗi lần mình về chùa mình nói cầu nguyện đó, mà mình chỉ làm có một việc là cầu mà không nguyện. Bởi vì nguyện thì phải làm. Cho nên cái này là sự thật chứ không có gì hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ha, con người mình sống nó hai mặt. Mặt tự mình nỗ lực, đó là tự lực. Cái hỗ trợ bên ngoài là tha lực. Mình nhất định mình ăn chay là tự lực. Người nấu chay cho mình ăn dễ là tha lực. Cho nên mình là Phật tử tu thì không thể chỉ ở phần tự lực hay chỉ gá vào tha lực, mà chúng ta cần ứng dụng cả hai. Ví dụ như mỗi ngày phải có một thời kinh, giống như tưởng chừng như mình đến trước Phật mình cầu xin vậy, nhưng mà thật sự mượn cái đó để chúng ta đọc một bài kinh rồi thấm nhập lời kinh, ứng dụng lời kinh thì khổ đau nó hết. Bây giờ Pháp Hòa nói bệnh mà tiêu nghiệp nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình bệnh nhức đầu, mình nói cái nghiệp. Nhưng mà nếu đi niệm Phật thôi, nhức đầu quá sao niệm, thì cái nghiệp đó nó chướng mình cho nghiệp chướng. Bây giờ anh nhức đầu mà anh để yên đó, đầu cũng nhức. Mà anh đi niệm Phật cũng nhức đầu, nhưng mà không để cái đó nó chướng mình, mà bệnh vẫn tu theo cái bệnh. Cái đó gọi là vượt cái nghiệp chướng. Quý vị thấy mà nói không? Đau chân, mình không thể ngồi lâu, thì mình có thể đứng hay là nằm, hay tùy theo khả năng, mà đừng để cái đó nó làm chướng mình. Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe. Lúc mình còn khỏe thì mình tụng kinh, thấy chữ tụng. Bây giờ lớn tuổi rồi, không còn tụng kinh, ngó chữ được, thì mình niệm Phật. Cái nào cũng tu, đừng để cái già bệnh đó nó làm chướng ngại mình. Cái đó rồi, hễ mà nó chướng mình thì thành ra nghiệp chướng. Còn nếu mình vượt nó gọi là vượt chướng. Mà chúng ta tu á, thì phải nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó có tha lực. Cho nên mình á, bạn bè bạn đạo với nhau, huynh đệ vợ chồng với nhau, mình nên hỗ trợ cho người thân của mình trên bước đường tu. Thí dụ như Pháp Hòa biết có rất nhiều Phật tử vợ và sắp sửa đi tụng kinh, ông làm ông từ hộ đạo, hộ niệm cho vợ, thắp nhang, thắp đèn, chuẩn bị gối, ngồi kinh điển rồi sẵn hết, bà chỉ bước xuống bà tụng thôi. Pháp Hòa có một bác Phật tử ở San Jose, ông không có niệm Phật tụng kinh nhiều đâu, nhưng mà ông trợ duyên cho vợ tu. Bà ăn sáng xong rồi bà đi lên phòng niệm Phật tụng kinh đi, để đây tôi, lát trưa bà muốn ăn gì giúp cho bà tu. Nhưng mà ông có tu không? Có. Ông nghe pháp mà nghe ké, bà mở ông nghe. Bà không có ngồi trực tiếp nhưng mà bà nghe. Cho quý vị mở pháp á, mà mình nghe mà mọi người xung quanh cũng có nghe, cho nên chuyển hóa. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, Phật pháp nhiệm màu là do chúng ta tự tu. Nhưng nếu chúng ta không phát khởi cái nguyện thì chúng ta không có làm, mà không làm thì không có kết quả. Cho nên nhiệm màu là ở cái chỗ chúng ta có cầu nguyện. Cầu là ước muốn, nguyện là sẽ làm. Được như vậy cái tự nhiên mình thoải mái hơn. Xin Thầy Quan Hỷ trả lời một sự khác biệt giữa Bồ Tát và Phật. Hai là làm thế nào để khi đọc kinh không bị vọng tưởng. Phật á, là người giác ngộ, toàn giác. Còn Bồ Tát là những bậc đã giác ngộ nhưng mà muốn trở lại cái cõi đời để lấy cái giác ngộ đó giúp cho người. Cho nên chữ Bồ Tát á, được dịch hai nghĩa. Một là hữu tình giác, tức là một người hữu tình nhưng giác ngộ, rồi lấy cái giác ngộ đó cứu người khác, lại gọi là giác hữu tình. Hữu tình giác, giác hữu tình, gọi là Bồ Tát. Đó là Pháp Hòa nói theo chữ nghĩa đó. Còn Bồ Tát là cái sâu nữa, là người Bồ Tát là có cái việc làm mà không câu nệ.
mà người ta ứng dụng được lúc nào để mà phù hợp với mọi hoàn cảnh là Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ mình đi vô nghe giảng hay đi lên xe bus, lớn tuổi không có chỗ ngồi, một anh chàng trẻ đứng dậy mời bác ngồi, anh đó là Bồ Tát. Bồ Tát tức là người biết nhường cái phần của mình cho người khác. Còn Bồ Tát gì đâu mà dành chỗ ngồi không à. Hỏi thọ giới chưa? Tôi thọ giới này Bồ Tát mà, thấy đắp y không? Anh năm giới xuống dưới kia ngồi, Bồ Tát tôi đắp y ngồi đây. Bồ Tát nó trật rồi nha. Bồ Tát mà thọ giới, Bồ Tát đắp y nâu mà lên dành chỗ ngồi với cư sĩ năm giới đó, cái đó là Bồ Tát gì đó chứ không? Không phải là giác hữu tình. Bồ Tát là thấy chúng sanh khổ mà mình đem cái khổ đó về cho mình, nhường người khác cái lành thiện đó, đó là Bồ Tát đó. Cho nên ví dụ như bây giờ quy định cái chỗ đó cho mình ngồi, nhưng bước vô mình thấy có người khác ngồi rồi, không sao hết, lặng lẽ ra làm sao ngồi, nhường. Có kinh nói á, Bồ Tát khi nghe giảng thấy chúng sanh ngồi ngoài nắng, Bồ Tát nhường chỗ mát cho chúng sanh ngồi. Tại vì họ là người mới bắt đầu nghe pháp, họ nghe mà họ khổ, cái thân khổ qua nghe không thấm, cho nên phải kiếm cái chỗ lành lặng để cho họ ngồi nghe cho nó dễ chịu. Cho quý vị thấy không, bây giờ mình ngồi đây quý vị có dễ chịu không? Dễ chịu là nhờ Bồ Tát AC. Phải không? Cho nên nó tại sao trong kinh Phật mình nhiều danh hiệu của Bồ Tát quá. Chẳng hạn như Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Tức là khi mình cúng cây hương đó lên, mình muốn cái hương đó nó kết thành những cái bảo cái, những cái lọng tre để cúng dường cho Phật. Thì ngay lúc đó cái hương đó, cái khói đó nó trở thành ra Hương Vân Cái. Có những Bồ Tát ở trong bếp của nhà chùa rửa chén từ sáng tới tối, Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Có những Bồ Tát ai đi chùa họ cho quá giang, Nam Mô Thường quá cho quá giang Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát nhiều lắm. Cái vọng tưởng thì không thể không có khi mình tu, nhưng mà cái quan trọng là mình biết đem cái vọng tưởng trở về. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nãy giờ mà có vọng tưởng không? Có, thỉnh thoảng kéo đồng hồ lên coi có mấy giờ rồi. Phải không? Tôi pha sữa hai bình đủ cho con bú có 2 tiếng, mà giờ thầy nói tới 2 tiếng rưỡi rồi. Thí dụ vậy, cho nên ngồi đâu mình làm gì, thỉnh thoảng vọng tưởng nó cũng khởi. Ngay cả thầy tu mấy chục năm, vọng tưởng vẫn khởi. Nhưng mà cái quan trọng là mình không để vọng tưởng kéo lôi. Thí dụ đang tụng kinh vậy nè, tự nhiên cái khác nó sang tới thì lập tức lúc đó kéo nó về liền. Đang tụng kinh, đang ngồi thiền niệm Phật mà cái khác nó kéo về. Tự nhiên đang tụng kinh vậy thì nhớ là cái khác. Thí dụ như nhớ là lát nữa tôi lên tôi giảng cho ta kêu hát, là tôi hát bài gì ta? Đúng không? Không lẽ tôi hát cái bài mà lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ miền. Mà đang ngồi mà nghĩ cái đó là mình nhớ trực lại liền, mà còn không là lôi tiếp nha. Câu gì kế đó, vợ miền nó hiền, cưới không tốn tiền, dù cho đen nuốt nó cũng có duyên. Cưới chi vợ việc tốn tiền, xà bông dơi phấn son, quần sa tan quần so. Ngồi tụng kinh mà hát nguyên bài là vọng tưởng nó lôi, còn nó vừa khởi một câu nó không được, kéo nó lại. Cho nên vọng tưởng, có chữ vọng là gì? Vọng là không có thật, vọng là không thật, tưởng là sự suy nghĩ của mình. Giờ này mình tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, lâu lâu nó xen vô, quý vị đừng có lo. Cứ như thế mà tu. Khi nào mình, quý vị nhớ là mình còn sống là không bao giờ dứt cái suy nghĩ. Nhưng mà mình không để cho suy nghĩ nó tạp nhạp. Bây giờ tập suy nghĩ chân chánh, nghe kinh, đọc kinh là đúng cái làm cái việc đó. Mà nó có xen vô, bye bye, không để cho nó tiếp tục.